Lúc này thì nó rim tròn hơn ngày xưa mà. Hello mọi người. Em xin chào tất cả các anh chị yêu Lan nha. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh chị một cái dòng bông rất là đẹp. Đây là một trong những cái cây sưu tầm nha mọi người. Tên của nó là A11 cánh hiêu quay nha. Nó là màu đỏ nha anh chị, màu đỏ khuôn hoa rất là to. Dòng này thì không những đẹp về thân lá mà không những đẹp về hoa mà còn đẹp về thân lá nữa. Ở đây thì em có được một cái chậu khá là nhiều thân và thân nào cũng rất là mấp mọi người, thân nào cũng rất là khỏe. Thì ở đây em hôm nay em sẽ tách cái chậu này thì em chia sẻ được cho một số anh chị hướng đầu nha mọi người, chia sẻ cho một số anh chị hướng đầu để chơi. Thì một hướng của em hiện tại thì em chia sẻ với mọi người một hướng là ba lá, tại vì chậu này em nó nhiều thân á nên là em sẽ chia một hướng ba lá cho mình về mình trồng cho nó đạt nha mọi người. Đây cây A11 tấn heo quay nha mọi người, một cái mặt bông rất là xuất sắc, màu đỏ đậm, hoa rất là thơm nha mọi người, và đặc biệt là nó có hai con mắt ở cái rưỡi rất là dễ thương. Tại cây á, thì nó đã nở hoa rất là nhiều lần rồi nha mọi người, nó nở hoa rất là nhiều lần tại vườn em rồi, nên là mọi người cứ yên tâm bảo hành chuẩn giống chuẩn hoa cho anh chị. Ví dụ ở đây em sẽ chia sẻ với anh chị hướng ba lá nha mọi người, nó dày chậu quá. Đây, hướng ba lá như thế này em sẽ bán với giá là 800.000, bán giá rẻ cho anh chị siêu tầm luôn. Ba lá 800.000 mà cái thân của nó rất là mốc nha mọi người. Ngón tay cái của em mà cái thân của nó bận hơn ngón tay cái luôn. Đó, ba lá rất khỏe và rất đẹp. Chia sẻ cứ một hướng ba lá đều là hướng đầu hết, mắt ngủ đầy đủ hết nha mọi người. Hướng ba lá là 800. Nếu anh chị mà yêu thích cái dòng màu đỏ này á thì inbox cho em sẽ gửi cây cho mọi người, hoặc là anh chị có thể gọi điện thoại trực tiếp cho em đặt hàng cũng được. Số điện thoại của em là 0914727162 nha. Đây, hướng đầu nè mọi người thấy không, thân rất là mấp. Khi mà anh chị trồng một cái cây mà thân mập khỏe to như thế này rất là kỳ công nha mọi người, rất là kỳ công và rất là lâu. Chậu này á trồng lâu lắm rồi nó mới đạt được cái số lượng thân như vậy đó. Anh chị thấy không, một cái hướng đầu rất là khỏe nha mọi người, to cao, thân lá vặn bự rất là đẹp. Hướng ba lá nha mọi người, 1 2 3, mà cái ba lá này nó rất là chất lượng nha mọi người, nhìn thấy không, rất là chất lượng. Ba lá 800.000 cho mọi người sưu tầm. Em cho anh chị xem lại cái hình hoa. Mật khẩu hình hoa nha mọi người, giá là 800.000 cho ba lá siêu to siêu mập và đẹp, không đẹp không lấy tiền mọi người. Khi nào mà anh chị yêu thích thì em sẽ cắt gửi cho mọi người. Anh chị nào mà trồng không được thì cứ alo cho em sẽ trồng lại cho mọi người luôn và gửi đi về thì mình chỉ cần chăm thôi, em sẽ trồng cho mọi người luôn. Còn nếu anh chị nào mà tự thích trồng cây, thích chăm cây á thì mình lấy cái hướng về, tại vì gói hướng thì nó sẽ dễ hơn và cái phí nó cũng rẻ hơn, khoảng tầm 30.000 tiền phí thôi, phí ship đó mọi người. Đó, một cái cây rất là đẹp nha, anh chị nào yêu thích thì cứ inbox cho em nha mọi người. Đây, nở tại nhà em luôn nha mọi người, hoa rất là đẹp và rất là đáng chơi và đáng sưu tầm. Chúc mọi người có một buổi chiều thật là vui vẻ và hạnh phúc nha, tạm biệt mọi người.